Lịch sự khi dự tiệc. Ngày mai, chú Toàn ở công ty ba mời cả nhà mình đến nhà chú ấy dự tiệc. Mẹ con thì bận công chuyện rồi, con có muốn đi cùng ba không Hải? Dạ muốn ạ. À. Vậy mai con phải dậy sớm để chuẩn bị đi cùng ba nghe. Đừng có ngủ nướng là trễ đấy. Dạ, con nhớ rồi mẹ. Con chào ba mẹ. Wow, hôm nay con trai nhanh nhẹn dữ ta. Mẹ dặn con phải dậy sớm chuẩn bị mà. Khá lắm con trai. Vậy con đã nhớ kỹ những gì ba dặn khi đi dự tiệc chưa? Dạ, con nhớ rất kỹ rồi ba ạ. À. Không được ăn uống nhôm nhoam. Không được phát ra tiếng khi ăn. Không được chỉ gắp một loại thức ăn mình thích. Nhớ là giữ phép lịch sự nha con. Mà đến giờ mẹ phải đi rồi. Hai bà con đi vui vẻ nhé. Đoạn đường khá dài. Con có thấy mệt không Hải? Dạ không, thứ ba. Con thấy rất thích. Cảnh hai bên đường đẹp quá ba ạ. À. Ừ. Bây giờ thì ba con mình chuẩn bị vào nhà nhé. Để bà bấm chuông. Chào anh Toàn. Đây là con trai tôi. Cháu tên là Hải. Con chào chú Toàn. Chào hai ba con. Mời hai ba con vào nhà nào. Xin chào các anh chị. Xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Con chào các cô, các chú ạ. À. Anh và cháu vào ngồi đi. Chúng tôi cũng mới tới được một lát thôi. Ba ơi, ba con mình ngồi đây hả ba? Không đâu con, khi đi dự tiệc, điều chúng ta cần chú ý nữa là chỗ ngồi con ạ. À. Ghế đó là vị trí dành cho người chủ. Chúng ta sẽ ngồi ghế bên cạnh đó con. Vâng ạ. Ba ơi ba, mỗi người chúng ta đều có riêng một chiếc muỗng rồi, thì tại sao lại phải có thêm một chiếc muỗng lớn nữa để làm gì hả ba? Cái đó là để cho ai dùng vậy ba? Cái muỗng lớn đó là để dùng chung. Khi múc đồ ăn như canh hay súp, chúng ta dùng cái muỗng này đó. Cẩn thận chứ con làm đúng lắm. Khi ho, không nên quay vào bàn ăn, phải che miệng lại như thế. Cảm ơn mọi người có mặt trong buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay. Tôi mời mọi người một ly. Chúc sức khỏe. Sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe. Cảm ơn. Chúc sức khỏe. Anh Toàn à, tôi kính anh một ly. Chúc anh có nhiều sức khỏe và niềm vui, công việc thuận lợi. Xin cảm ơn anh. Mời anh. Con thấy không Hải? Khi chủ nhà mời rượu mọi người, thì mọi người đều phải mời lại để thể hiện sự tôn trọng chủ nhà đó. Chú Toàn ơi, con cũng kính chú một ly coca ạ. À.
chúc chú vạn sự như ý. Cháu Hải thật là lễ phép và biết cách cư xử. Tất cả là do ba con dạy cho con đấy ạ. Cảm ơn ba con anh đã đến dùng tiệc. Hai ba con về cẩn thận nhé. Tạm biệt anh. Con chào chú Toàn. Ba ơi, khi đi dự tiệc cũng có nhiều phép tắc cần thực hiện ba ha. Đúng như vậy con ạ. Chúng ta phải cư xử lịch sự, nếu không sẽ bị mọi người chê cười đấy. Con nhớ rồi ba ạ. Các bạn ơi, đi dự tiệc cũng có rất nhiều những phép tắc mà chúng ta cần biết đấy. Hôm nay Hải đã học được rất nhiều điều bổ ích. Hải sẽ chia sẻ với các bạn nha. Khi tới buổi tiệc, sau khi chào hỏi chủ nhà và khách, chúng ta phải chọn một chỗ ngồi hợp lý. Không được ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, vì chỗ đó là để dành cho chủ nhân buổi tiệc. Không được ăn uống nhồm nhoàm, không được phát ra tiếng lớn khi ăn, và càng không nên chỉ tập trung gắp một loại thức ăn mà mình thích. Không nên dùng chiếc muỗng riêng của mình để múc canh bạn nhé. Hãy sử dụng chiếc muỗng lớn dùng chung để múc canh hay súp. Khi ho thì phải có ý thức quay ra bên ngoài và che miệng lại nha. Khi mọi người nâng ly chúc mừng chủ nhân buổi tiệc, chúng ta cũng nên nói những lời chúc mừng. Như vậy mới là biết cách cư xử. Các bạn ơi, hãy hình thành những thói quen tốt khi đi dự tiệc ngay từ hôm nay bạn nhé. Xin chào bạn. Hương ơi, đợi mình với. Cậu đi gì mà nhanh dữ vậy? Nhanh lên hả? Sao hôm nay bạn đi chậm vậy? Ôi da. Dạ, em chào thầy.